Anh thợ mộc xây nhà trên cây cho thuê gần 6 triệu đồng đêm, kiếm đủ để nghỉ việc chính, tập trung kinh doanh bất động sản cho thuê, bí quyết nhỏ nhưng có võ. Từ giấc mơ viển vông, anh thợ mộc Will Sutherland đã hiện thực hóa nó một cách bất ngờ. Will Sutherland vốn là một thợ mộc, sở hữu một xưởng cưa cho riêng mình. Anh ấp ủ ý định xây ngôi nhà trên cây, hoàn thành trong 6 tháng và đang hái ra tiền nhờ nó. Giờ đây anh đã nghỉ luôn công việc thợ mộc để tập trung vào quản lý, cho thuê và bảo dưỡng ngôi nhà cây. Trước cả khi mua căn nhà trên mặt đất của mình, tôi đã có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà trên cây. Khi lần đầu tiên đi bộ quanh khu đất, tôi nhìn thấy hai cái cây mọc trên một mòm đá và ngay lập tức nảy ra suy nghĩ muốn đặt một ngôi nhà trên cây ở đó. Nhưng ở vào thời điểm đó, đó là một giấc mơ viển vông mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể thực hiện được. Sau tháng rưỡi tự mình hoàn thành giấc mơ, tôi tự khiêng từng miếng gỗ, từng miếng sàn, các vì kèo trên mái, vì kèo trên sàn và cà sa ngang lớn. Tôi cũng xin được nhiều khúc gỗ tuyết tùng từ một người bạn đang xây nhà. Tôi đã có sẵn một xưởng cưa để xẻ tất cả chỗ gỗ tuyết tùng đó để làm vách ngăn. Khi tôi nói với người vợ hiện tại của mình, Sabrina, rằng tôi đang xây một ngôi nhà trên cây để cho thuê trên Airbnb. Cô ấy nói, miễn là anh xây thêm một phòng tắm cho khách, em sẽ luôn ủng hộ anh. Nguyên nhân là trong nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã cho thuê một chiếc sở cu xe buýt đưa đón học sinh, nhưng đã được biến đổi thành một dạng phòng nghỉ tuy nhiên trong đó không có nhà tắm và khách phải sử dụng phòng tắm trong nhà của chúng tôi điều đó thực sự là bất tiện khi xây ngôi nhà trên cây tôi cũng xây thêm cả một nhà tắm có vòi sen và nhà vệ sinh giờ đây tất cả khách của chúng tôi đều có thể sử dụng nhà tắm đó sabrina cũng giúp tôi nhiều thứ chẳng hạn như hoàn thiện sàn nhà và cắt một số tấm ván hàng ngày khi kết thúc công việc chuyên gia về vườn ươm tại vườn ươm bang virginia cô ấy lại về bên cạnh và phụ giúp tôi ngôi nhà nhỏ nhưng có võ Ngôi nhà cây có thể không quá rộng rãi nhưng không thiếu không gian ngủ nghỉ. Phòng có một gác xếp để ngủ giống như một chiếc giường tầng và rất an toàn cho trẻ em. Ngoài ra trong ngôi nhà cũng có một chiếc giường cỡ queen. Ngôi nhà không có sẵn nước máy nhưng tôi bố trí sẵn một thùng nước 5 ga để rửa tay và đánh răng. Ngoài ra còn có máy điều hòa không khí ở cửa sổ, lò sưởi điện và bếp hầm để khách có thể đun nước. Tôi đã xây một cầu thang ở phía trước, hơi dốc và một lối thoát hiểm ở phía sau có dạng giống như một cái thang để trèo vào ngôi nhà cây. Vì nằm trên một mỏm đá nên mặt trước của ngôi nhà cách mặt đất khoảng 5.5 mét, trong khi mặt sau cách hơn 4 mét. Kiếm được gần 700 triệu Việt Nam đồng ngay trong năm đầu tiên từ việc cho thuê ngôi nhà trên cây. Ngôi nhà cây của tôi nhận được hàng nghìn lượt view mỗi tháng trên Airbnb và khách hàng muốn trải nghiệm phải đặt trước từ nhiều tháng. Giá nghỉ mỗi đêm dao động trong khoảng từ 160 đến 250 USD, tùy thuộc vào thời điểm trong năm. Với thu nhập từ việc cho thuê chiếc sở cu ly và ngôi nhà trên cây trên Airbnb, tôi đã bắt đầu có đủ tiền để nghỉ việc chính. Giờ đây, tôi có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ bạn bè và gia đình trong các dự án và mơ mộng về những điều mới mà bản thân muốn thực hiện. Tôi cũng có thể thấy các mục tiêu trở thành hiện thực sớm hơn so với khi vẫn đang duy trì công việc toàn thời gian. Do công việc kinh doanh hiện tại gắn liền với việc đón tiếp khách hàng nên tôi đã phải thay đổi nhịp sống, nhịp sinh hoạt trong một ngày. Tôi không thể bỏ giờ để đi điều hành xưởng cưa, lọ mọ với chiếc cưa máy khi có những du khách đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trong ngôi nhà trên cây một khi họ rời đi tôi lại phải bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đón những người tiếp theo chúng tôi như đang sống trong một cộng đồng thu nhỏ ở đây vậy với những vị khách trên chiếc sờ cu ly và những vị khách trên cây cứ đến và đi liên tục tôi cảm thấy mãn nguyện khi thấy du khách có những kỷ niệm đáng nhớ tại ngôi nhà trên cây và thu nhập từ việc cho thuê nói trên airbnb cũng đã cho phép tôi làm việc tại nhà giúp tôi có thêm nhiều thời gian quý giá hơn để dành cho bạn bè và gia đình